thư thứ nhất của Phaolô gửi cho tín hữu tại Corinto. Đoạn 5 Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn. Một thứ dâm loạn đến nỗi ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế. Vì có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình. Thế mà anh em còn vên vang. Đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ làm điều đó ra khỏi anh em vì tôi, thân tuy xa cách, nhưng tâm linh thì ở đó. Tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thế tôi đang có mặt tại đó. Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu nhân danh Chúa là Đức Chúa Giêsu Chúng ta phó kẻ như thế cho Satan hủy hoại phần thân xác, để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao hãy làm sạch men cũ đi để anh em có thể trở thành một đống bột mới không men như anh em thật sự là bánh không men vậy vì đấng christ chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã được dân làm sinh tế rồi vậy chúng ta hãy kỷ niệm lễ vượt qua chớ dùng men cũ là men hiểm độc và gian ác mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý trong thư viết cho anh em tôi đã dặn đừng giao tiếp với những kẻ gian dâm tôi không có ý nói đến những kẻ gian dâm ở thế gian này hay những kẻ tham lam và trộm cướp hoặc những kẻ thờ thần tượng vì nếu vậy thì anh em phải rời bỏ thế gian này nhưng điều tôi viết cho anh em là đừng giao tiếp với bất cứ người nào tự xưng là anh em mà lại gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ thần tượng hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc trộm cướp cũng không nên ăn chung với người như vậy tôi xét xử những người ở ngoài để làm gì chẳng phải anh em nên xét xử những người ở trong sao đức chúa trời sẽ xét xử những kẻ ở ngoài hãy loại trừ những kẻ gian ác ra khỏi anh em. Dân số ký Chương 13 12 Thám Tử Đức Giê-hô-va phán với môi xe Hãy sai người đi do thám đất Canaan mà ta ban cho dân Israel. Mỗi bộ tộc phải gửi một người là một trong số những người lãnh đạo của họ. Như vậy, môi xe từ hoang mạc Pharan Sai họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va Tất cả đều là những thủ lĩnh của dân Israel Đây là tên của các người ấy Về bộ tộc Ruben có Sam-mua, con trai Saku Về bộ tộc Simeon có Sa Phát, con trai của Hori Về bộ tộc Juda có Caleb, con trai của Je-phu-ne Về bộ tộc Issaka có Ziganh, con trai của Joseph về bộ tộc Ephraim có Hose, con trai của Nun. Về bộ tộc Benjamin có Phanthi, con trai của rafu Về bộ tộc Sambulon có Gadien, con trai của Sodi. Về bộ tộc Joseph, tức là bộ tộc Manase, có Gadi, con trai của Susi. Về bộ tộc Dan có Amien, con trai của Gemali. Về bộ tộc Ase có Sethu, con trai của Micael về bộ tộc Neptali có Nách con trai của Vấp -si. Về bộ tộc Gát có Guen, con trai của maki Đó là tên những người mà Môi Xe sai đi do thám xứ. Môi Xe đặt tên cho hose con trai Nun là Dô Khi sai người đi do thám đất Canaan, Môi Xe dặn rằng hãy đi lên Nê Ghép vào miền đồi núi và xem vùng đất ấy ra sao, người ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều, xứ sở dân đó tốt hay xấu, các thành dân đó ở như thế nào, có vách thành kiên cố hay chỉ là những trại quân không tường vách, đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay là không. Hãy can đảm và mang về một ít trái cây của xứ đó. Bấy giờ là đầu mùa nho. Vậy, những người ấy đi lên do thám xứ từ hoang mạc xin cho đến Rehob gần Ha-Mát, Họ đi lên Negev Đến thành Hebron Là nơi có Ahiman, Se-sai và Thanh Mai Con cháu Anak Thành Hebron xây trước thành Soan Của Ai Cập 7 năm Họ đến Khe côn Tại đó cắt một cành nho Có vỏn vẹn một chùm nho Mà phải hai người dùng đòn mới khiêng nổi Họ cũng mang về những trái lựu Và trái vả Người ta gọi chỗ này là Khe côn Vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Lời phúc trình về cuộc do thám Họ đi do thám xứ trong 40 ngày và trở về. Những người đi do thám đến với môi xe, Aaron và cả hội chúng Israel trong hoang mạc Pharan tại Kade và thuật lại mọi điều cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ ấy. Các người ấy thuật cho môi xe rằng, Chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật. Đây là hoa quả của nó. Tuy nhiên, dân ở trong xứ này khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cháu Anak ở đó. Dân Amalek ở Negev, dân Hetit, dân Jebusit và dân Amurit ở vùng đồi núi. Dân Canaan ở gần biển và dọc theo mé sông Đanh lúc ấy caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với môi xe phải im lặng khi ông nói chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi vì chúng ta có thể thắng được nhưng các người đi với caleb nói rằng chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân này vì chúng mạnh hơn ta họ phúc trình cho dân israel về vùng đất đã do thám một cách bất lợi khi nói rằng vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt dân mình Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của Anak, là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào, và chúng thấy chúng tôi cũng vậy. Dân số ký Chương 14 Dân chúng phản loạn và bị trừng phạt cả hội chúng cất tiếng la lớn, dân chúng khóc than trong đêm đó. Tất cả dân Israel phàn nàn với môi xe và Aaron. Cả hội chúng nói với hai ông, phải chi chúng tôi chết trong đất Ai Cập hay chết trong hoang mạc này cho rồi. Tại sao Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào đất này để ngã chết bởi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi. Chúng tôi quay trở lại Ai Cập không tốt hơn sao? rồi họ nói với nhau chúng ta hãy lập một người lãnh đạo và chờ với ai cập môi xe và aaron sấp mình xuống trước mặt cả hội chúng israel josue con trai của nun và caleb con trai của zephune là hai trong số những người đi do thám xứ xé áo quần mình hai người nói với cả hội chúng israel rằng đất mà chúng tôi đã đi do thám thật là một vùng đất tốt nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, Ngài sẽ đem chúng ta vào đó và ban cho chúng ta vùng đất đượm sữa và mật ấy. Chỉ cần một điều là anh em chớ nổi loạn với Đức Giê-hô-va và đừng sợ hãi dân xứ đó vì chúng sẽ làm đồ ăn cho chúng ta. Chúng không được che chở bảo vệ nữa, nhưng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng ta, đừng sợ chúng. Bấy giờ, cả hội chúng đòi ném đá hai người nhưng vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trong lễ hội kiến trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán với môi xe rằng, Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào. Mặc dù ta đã làm nhiều phép lạ giữa họ, ta sẽ giáng dịch bệnh trên họ và tiêu diệt họ. Nhưng ta sẽ làm cho con thành một dân lớn hơn và mạnh hơn họ. Môi xe thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Dân Ai Cập sẽ nghe việc này vì Chúa đã dùng quyền năng đem dân này ra khỏi Ai Cập và chúng sẽ thuật điều đó cho dân xứ này. Lạy Đức Giê-hô-va, chúng đã biết rằng Chúa ngự giữa dân Israel và hiện ra cho họ thấy tận mắt. Trụ mây Chúa ở trên dân này và Ngài đi trước họ, ban ngày trong trụ mây, ban đêm trong trụ lửa. Nếu Chúa giết hết dân này, như giết một người, thì các nước đã nghe nói về Chúa sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va không thể dẫn dân này vào đất mà Ngài đã thề hứa cho họ. Do đó, Ngài đã giết họ trong hoang mạc. Vì thế, bây giờ con xin quyền năng của Chúa bày tỏ cách oai nghiêm như Chúa đã phán rằng Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy lòng thương xót tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch. Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội và phạt con cháu ba bốn đời vì tội của cha ông. Con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho dân này tùy theo ơn thương xót lớn lao của Chúa, như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ từ khi rời khỏi Ai Cập đến nay. Đức Giê-hô-va đáp, ta đã tha thứ cho họ theo lời con cầu xin. Nhưng ta lấy sự sống và vinh quang đầy dẫy khắp đất của ta là Đức Giê-hô-va mà quả quyết rằng tất cả những người đã thấy vinh quang và phép lạ ta đã làm tại Ai cập và trong hoang mạc rồi nhưng đã thử ta mười lần cũng như không vâng lời ta thì chẳng một ai trong họ sẽ thấy sứ mà ta đã thề hứa ban cho ông cha họ không người nào khinh thường ta mà được thấy sứ đó. Nhưng vì đầy tớ ta là Caleb không đồng tình với họ mà theo ta một cách trung tín, nên ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám. Dòng dõi người sẽ được xứ ấy làm sản nghiệp. Vì dân Amalek và dân Canaan đang ở trong các thung lũng, nên ngày mai các con hãy quay trở lại và đi vào hoang mạc về hướng biển đỏ. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: hội chúng hung dữ này cứ phàn nàn với ta cho đến chừng nào. Ta đã nghe dân Israel phàn nàn oán trách ta. Hãy nói với họ rằng, Đức Jehovah phán, ta lấy sự sống ta mà quả quyết rằng ta sẽ làm cho các con đúng như lời ta đã nghe các con phàn nàn. Thay các con sẽ ngã chết trong hoang mạc. Tất cả những người đã được kiểm tra từ 20 tuổi trở lên là những kẻ đã cằn nhằn với ta sẽ không được vào xứ mà ta đã thề ban cho các con, ngoại trừ Caleb, con trai của Jephune và Josue, con trai của Nun. Nhưng ta sẽ đem vào xứ đó những đứa con nhỏ đó mà các con nói rằng chúng sẽ bị giặc bắt đem đi và chúng sẽ vui hưởng xứ mà các con đã khinh bỏ. Còn các con sẽ phải bỏ thay trong hoang mạc này, con cái các con sẽ chăn chiên nơi hoang mạc trong 40 năm và sẽ mang hình phạt về tội bất trung của các con cho đến chừng người cuối cùng của các con ngã chết trong hoang mạc. Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, tức là 40 ngày, thì các con cũng sẽ mang hình phạt vì tội lỗi mình bấy nhiêu năm, nghĩa là 40 năm. Mỗi ngày phải đền một năm. Bây giờ các con sẽ hiểu sự trừng phạt của ta như thế nào. Ta Đức Giê-hô-va đã phán, chắc chắn ta sẽ thi hành những điều ấy cho cả hội chúng độc ác này. Họ đã liên kết với nhau để chống lại ta, nên họ sẽ bị tiêu hao và hủy diệt trong hoang mạc này. Những người mà môi xe sai đi do thám sứ trở về đã làm cho cả hội chúng phàn nàn vì tường trình bất lợi về đất hứa, thì họ bị trừng phạt bằng một tay vạ và đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va nhưng trong những người đi do thám xứ chỉ có Josue con trai của Nun và Caleb con trai của Jephune được sống mà thôi. Môi xe thuật lại những lời này cho cả dân Israel và họ khóc lóc thảm thiết. Họ dậy sớm đi lên đỉnh núi mà nói rằng chúng tôi sẽ đi đến chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa vì chúng tôi đã phạm tội. Nhưng Môi xe nói sao anh em làm trái lệnh của Đức Giê-hô-va? Việc này sẽ không thành công đâu. Đừng đi lên đó. E anh em bị quân thủ đánh bại vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa anh em nữa. Kìa, dân Amalek và dân Canaan đang ở trước mặt anh em. Anh em sẽ bị ngã gục dưới lưỡi gươm của chúng. Vì anh em đã phản bội Đức Giê-hô-va nên Ngài sẽ không ở cùng anh em nữa. Nhưng họ ngoan cố cứ đi lên đỉnh núi mặc dù hòm giao ước của Đức Giê-hô-va cũng như môi xe không ra khỏi trại quân. Dân Amalek và dân Canaan sống trong vùng đồi núi, đổ xuống đánh tan tác dân Israel và truy đuổi họ đến tận họt ma. Thi Thiên 81 Ơn lành của Đức Chúa Trời và tính ương ngạnh của dân Israel. Thi thiên của Asaph sáng tác cho nhạc trưởng dùng với nhạc cụ, ghi tích. Hãy cất tiếng ca vang cho Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta. Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời của Gia cốp. Hãy cất tiếng ca và gióng trống cơm, gầy đàn hạc du dương, hòa với đàn lia. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm, và các ngày lễ của chúng ta. Vì đó là một luật lệ cho Israel, một phán quyết từ Đức Chúa Trời của Gia Cố. Ngài lập điều ấy làm chứng ước cho Joseph khi Ngài đi đánh Ai Cập. Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không biết. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai người và buông giỏ khỏi tay người. Trong cơn gian chân, ngươi kêu cầu thì ta giải cứu ngươi. Từ nơi kín đáo của sấm sét, ta đã đáp lời ngươi và cũng thử thách ngươi nơi dòng nước Meribah. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta khuyến cáo ngươi. Israel ơi, phải chi ngươi lắng nghe ta? Giữa ngươi chớ có thần lạ nào, ngươi cũng không được quỳ lạy trước thần của dân ngoại. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Hãy há to miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm cho đầy. Nhưng dân ta không lắng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng phục ta. Vì vậy, ta phó họ cho sự cứng lòng của họ, để họ đi theo mưu kế của riêng mình. Ôi, phải chi dân ta lắng nghe ta? Phải chi Israel chịu đi trong đường lối ta? Thì chẳng bao lâu ta làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục và ta trở tay chống lại các cưu địch họ. Những kẻ ghét Đức Giê-hô-va sẽ quy phục Ngài. Còn dân ta sẽ tồn tại đời đời, ta sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất và làm cho họ được thỏa mãn với mật ong nơi vầng đá. Châm ngôn chương 4. Lời khuyên của người cha. Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của người cha, hãy chú ý để học biết sự thông sáng vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành đừng lìa bỏ những lời dạy dỗ của ta khi còn thơ ấu ta là con trai của cha ta đứa con một mà mẹ ta yêu quý cha ta có dạy rằng lòng con hãy ghi nhớ các lời ta hãy tuân giữ điều răn của ta thì con sẽ được sống hãy tìm cầu sự khôn ngoan và sự thông sáng chớ quên và chớ từ bỏ các lời của miệng ta đừng lìa bỏ sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ gìn giữ con hãy yêu mến sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ bảo vệ con sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất hãy tìm cầu sự khôn ngoan hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng hãy tôn cao sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ đưa con lên hãy gắn bó với sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan đem vinh dự đến cho con sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một vòng hoa xinh đẹp ban cho con một mão miệng vinh quang lời khuyên giữ đường ngay nẻo chính hỡi con ta hãy nghe và tiếp nhận các lời ta thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên ta đã hướng con vào đường lối khôn ngoan dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính khi con đi bước chân con sẽ không ngập ngừng lúc con chạy cũng không hề vấp ngã hãy nắm chặt lời khuyên dạy đừng buông ra phải cầm giữ vì nó là sự sống của con đừng bước vào đường kẻ ác chớ đi theo lối kẻ gian tà hãy tránh xa đường ấy đừng đi ngang qua nó hãy quay lưng cứ thẳng bước mà đi vì chúng không chợp mắt nếu chưa làm điều ác không thể ngủ yên khi chưa gây vấp ngã cho ai chúng ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự bạo tàn nhưng đường người công chính sáng như mặt trời chiếu dạng càng sáng thêm cho đến giữa trưa Con nẻo kẻ gian ác ngập tràn bóng tối chúng chẳng biết mình vấp ngã vì đâu hỡi con ta hãy chú tâm đến lời ta dạy lắng tai nghe những lời thuyết giảng của ta các lời ấy chớ để xa tầm mắt con hãy giữ lấy nơi lòng con mãi mãi vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được nó là sức khỏe cho toàn thân của họ hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà và tránh xa đôi môi giả dối đôi mắt con hãy nhìn ngay phía trước, mí mắt con hướng thẳng trước mặt con. Hãy săn bằng các nẻo của chân con để mọi đường lối con được vững chắc. Đừng quay sang bên phải hay bên trái, phải giữ chân con khỏi trốn gian tà.